Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của chúng mình. Bí mật đằng sau cái tên Ligaldinho và hiện tượng mạng có fan đông đảo. Năm 2018, nhìn cái cách Ligaldinho thi đấu năng nổ với đóng góp không ít bàn thắng cho MU ở mùa giải này, không ít cổ động viên đã ví von anh chàng này là Ronaldo, Messi của Quỷ Đỏ. Cổ động viên MU từng gọi anh là cầu thủ của những trận đấu lớn hay sát thủ Wembley. Nhưng giờ đây, biệt danh mà cả thế giới gán cho chàng tiền vệ nhỏ con này đơn giản hơn rất nhiều, Ligaldinho. Cùng tìm hiểu về nhân vật đặc biệt này nhé. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ chúng mình các bạn nhé. Những màn trình diễn của Lingard với những pha lập công mang về điểm số quan trọng cho MU luôn khiến các cổ động viên Quỷ Đỏ phát cuồng. Cổ động viên MU từng gọi anh là cầu thủ của những trận đấu lớn hay sát thủ Wembley. Nhưng giờ đây, biệt danh mà cả thế giới gán cho tiền vệ nhỏ con này đơn giản hơn rất nhiều, Ligaldinho, ám chỉ Lingard chơi bóng ảo diệu như huyền thoại Brazil Ronaldinho. Chứng kiến Lingard thi đấu, người ta sẽ chẳng thể hiểu vì sao anh ấy lại có thể chiếm được suất đá chính, kỹ năng không quá tốt, thể hình nhỏ con với tốc độ không quá nổi bật. Thế nhưng, Lingard là mảnh ghép nối hoàn hảo cho các cầu thủ tuyến trên. 100.000 bảng mỗi tuần, mức lương từng khiến Lingard bị chỉ trích dữ dội trong năm ngoái, bỗng chốc trở nên quá nhỏ bé với những gì đóng góp của anh. Nếu bạn còn nghi ngờ về số tiền mà cầu thủ số 14 này được nhận, thì hãy cùng chúng tôi xem qua những màn thể hiện xuất sắc của Jesse Lingard trong giai đoạn mùa giải thăng hoa nhất 2017-2018. Tuyển trạch viên Mike Lenny, người có công phát hiện và đưa Lingard về đội trẻ MU, từng đúc kết một cụm từ đầy tinh tế để ngợi ca tinh thần ngoan cường của Lingard, hình thái tinh thần bản sắc của Quỷ Đỏ Manchester. Ông gọi Lingard bằng cụm từ Born Red, hiểu nôm na là Quỷ Đỏ từ trong trứng nước. Lingard không được ca ngợi bởi kỹ thuật cá nhân đỉnh cao, tốc độ hay khả năng dứt điểm thân sâu. Anh đơn giản là có được tiềm năng của một ngôi sao bóng đá. Các siêu phẩm solo, những bàn thắng tuyệt đẹp hay những pha lập công mang tính quyết định. Rõ ràng Lingard sở hữu những khoảnh khắc thực sự phi thường và nó khiến anh được người hâm mộ yêu mến. Điển hình như trong trận thắng với Watford, Lingard không chỉ góp công lớn trong bàn mở tỷ số với đường truyền kiến tạo, mà số 14 còn gây chú ý với pha làm bàn ấn định chiến thắng của trận đấu ấy. Điều đặc biệt, đấy là trận đấu trong ngày trở lại đội hình chính Quỷ Đỏ của cầu thủ này. Bóng tìm đến chân Jesse Lingard ở sân nhà, tiền vệ người Anh cầm bóng băng lên trước 4 cầu thủ phòng ngự đối phương ngay sát rìa vòng 16m50. Anh lắc người, chấp chới như một cánh bướm rồi nhẹ nhàng ra chân kết thúc. Bóng đi sệt, chui qua giữa hai chân hậu vệ, vượt qua tầm tay của thủ thành Gomez, chui lọt vào lưới. Sau trận đấu này, có không ít những lời tán dương dành tới cho học trò của huấn luyện viên Jose Mourinho ở thời điểm đó. Thậm chí, nhiều fan của Quỷ Đỏ còn cho rằng màn solo này của Lingard còn có thể so sánh được với Lionel Messi. Từng có thời điểm cái tên Lingard được nhắc đến nhiều không phải bởi dấu ấn trên sân. Anh hiện diện miệt mài trên các trang mạng xã hội. Rio Ferdinand, cựu hậu vệ MU, đã từng buộc phải nhắc nhở anh cần ưu tiên giúp MU cải thiện thành tích. Mãi đến thời điểm mùa giải 2017-2018, Lingard mới đáp ứng kỳ vọng từ Mourinho với những màn trình diễn ấn tượng trước Watford, Arsenal, Burnley và Everton. Một phần bởi anh được dịch chuyển vị trí từ tiền đạo cánh sang chơi như một số 10. Please do me a favor.
Jesse Lingard học được nhiều điều từ Ronaldo như rê dắt, qua người hay đảo chân. Nhưng đặc biệt, điều Lingard học hỏi nhất là tinh thần chuyên nghiệp cao độ của Ronaldo. Một người gập bụng 3.000 cái mỗi ngày, không bao giờ xăm trổ để đi hiến máu định kỳ, luôn đến sớm nhất và ở lại sân tập sâu cùng. Ngày nghỉ cũng không muốn dừng tập luyện. Nếu Ronaldo có đụng đến một cốc bia, ngay hôm sau anh sẽ tập bù để đốt hết năng lượng. Không có nhiều cầu thủ là fan MU từ bé, mặc áo đấu xuyên qua thời của nhiều nhà tài trợ, trưởng thành từ lò đào tạo Quỷ Đỏ và bây giờ là tỏa sáng ở đội 1 như Lingard. Trận đấu Swansea với MU trên sân Liberty đã ghi đậm dấu ấn của Lingard khi mà anh có cú đúp mang về chiến thắng cho MU để giành quyền vào tứ kết của League Cup. Điển hình là pha đánh đầu điều nghệ này từ quả tạt bên cánh phải của Damian. Lingard băng súng, anh bật cao đánh đầu chính xác, đưa bóng vào góc trái cầu môn, bóng đi căng và hiểm khiến thủ thành Northfield không thể cản phá, giúp ghi bàn thắng cho Quỷ Đỏ. Hay là pha đánh gót thành bàn bá đạo trong trận gặp Burnley. Dân tạt bóng từ cánh phải, Lingard khôn ngoan di chuyển để loại bỏ người kèm trước khi tung cú đánh gót ở rìa vòng 5m50, khiến thủ môn Nick Pope chỉ còn biết bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Bàn thắng ấy nói lên sự tự tin khủng khiếp của cầu thủ chạy cánh người Anh. Trận đại chiến của vòng 15 Premier League giữa Man United và Arsenal trên sân Emirates vào rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 2017, Jesse Lingard đã làm mãn nhãn người hâm mộ sau một loạt những pha phối hợp cực nhanh của các cầu thủ MU khi bóng đã đến chân Martial. Cầu thủ số 11 này đã kiến tạo điều nghệ cho Lingard bấm bóng qua đầu thủ môn Peter Jett ghi bàn thắng cho MU. Hay trong một trận đấu chiến thắng West Brom đầy nhọc nhằn của MU, Lingard đã góp công mình ghi một bàn thắng tưởng ăn mây nhưng lại đầy chủ đích của ngôi sao người Anh. Số 14 của MU ung dung xuất xa không mấy nguy hiểm nhưng bóng lại chạm chân hậu vệ Hegazi bên phía đội chủ nhà làm đổi hướng khiến thủ thành Ben Foster bỏ tay. Cũng sau pha bóng ấy, tiền vệ Lingard đã chia sẻ rằng tình huống mà tôi ghi bàn tương đối may mắn nhưng tôi khẳng định đó là tình huống có chủ đích. Tôi hài lòng với pha lập công có được và rất vui vì ghi bàn mang về chiến thắng cho đội bóng. Trong một trận đấu với Burnley thuộc khuôn khổ vòng 20 Premier League, Jesse Lingard vào sân từ băng ghế dự bị, anh bỗng chốc trở thành cứu tinh cho đội bóng của mình. Sự tỏa sáng của số 14 đã mang về hai cú đúp trong trận đấu ấy. Nổi bật là tình huống chớp thời cơ sau một pha bóng lộn xộn để tung cú vuốt bóng vào góc xa, cứu đội chủ nhà khỏi một trận thua muối mặt ngay trong ngày lễ tặng quà Boxing Day.
Jesse Lingard đã trải qua gần 10 năm tại Man United, từ các đội trẻ cho đến đội hình chính thức. Anh được đánh giá rất cao nhưng cuối cùng không thể đáp ứng được kỳ vọng. Và hiện nay, khi mà thời gian của tiền vệ người Anh tại Old Trafford đã sắp đi đến hồi kết, và không biết tương lai của thần đồng không bao giờ lớn ra sao, nhưng những màn thể hiện của anh trên sân mùa bóng 2017-2018 là vô cùng ấn tượng phải không nào? Vậy bạn nghĩ sao về mùa bóng ấy của cầu thủ số 14? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!